Ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel Trà Đá Bix, lại là tôi đây. Hôm nay rất vui lại được tiếp tục đồng hành với các bạn trong một video tiếp theo của Trà Đá Bix. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn một chủ đề, đó chính là đòn bẩy trong Forex là gì. Trong thực tế giao dịch mà tôi quan sát, có rất nhiều người bị thu hút bởi giao dịch ngoại hối do số lượng đòn bẩy mà các nhà môi giới cung cấp. Đòn bẩy cho phép các trader tham gia thị trường tài chính với vị thế lớn hơn so với những gì họ bắt buộc phải trả. Tuy nhiên, nó không đơn giản như vậy. Các nhà giao dịch ở mọi cấp độ cần phải nắm kiến thức về khái niệm đòn bẩy ngoại hối, cũng như cách sử dụng nó một cách có trách nhiệm. Ok, hãy cùng tôi bắt đầu video ngày hôm nay để tìm hiểu chi tiết về đòn bẩy trong giao dịch ngoại hối nhé. Vậy thì khái niệm đòn bẩy trong giao dịch ngoại hối là một công cụ tài chính hữu ích cho phép các trader tăng mức độ tiếp xúc với thị trường ngoài những khoản đầu tư ban đầu của họ, hay còn gọi là tiền gửi. Điều này có nghĩa là bạn có thể tham gia một vị thế với 10.000 đô la nhưng chỉ cần bỏ ra 1.000 đô la trong kịch bản đòn bẩy là 1:10. Tuy nhiên, một điều bạn cần biết là cả lãi và lỗ đều sẽ tăng khi bạn sử dụng đòn bẩy. Do vậy, trong các tình huống thị trường bất lợi, một nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy thậm chí có thể mất nhiều hơn số tiền họ đã ký quỹ. Đòn bẩy 1:10 mà tôi đề cập phía trên có nghĩa là các nhà giao dịch có thể tiếp cận với giá trị danh nghĩa hoặc quy mô giao dịch gấp 10 lần số tiền được ký quỹ yêu cầu ban đầu. Ở một góc độ khác thì bạn có thể xem việc này tương tự như việc bạn đặt cọc 10% cho một căn nhà và bạn có quyền sử dụng toàn bộ ngôi nhà đó, trong khi chỉ cần trả trước 10% giá trị đầy đủ của nó. Thông thường trên thực tế, đòn bẩy được biểu diễn thông qua tỷ lệ. Bạn có thể hình dung rõ hơn qua hình ảnh mà tôi cung cấp bên dưới. Bạn có thể đọc là 10 to 1, 30 to 1, 50 to 1. Đó là trong tiếng Anh, còn trong tiếng Việt thì bạn chỉ cần nói là 10, 1 hoặc là 30, 1 hoặc là bạn đọc ngược lại là 1, 50 cũng được. Trên thực tế, số lượng đòn bẩy ngoại hối có sẵn cho giao dịch của bạn thường được cung cấp thông qua nhà môi giới ngoại hối, và số lượng đòn bẩy sẽ khác nhau tùy theo các tiêu chuẩn quy định ở các khu vực khác nhau. Bây giờ hãy cùng tôi so sánh đòn bẩy trong giao dịch ngoại hối so với đòn bẩy cổ phiếu nhé. Có thể bạn chưa biết thì đòn bẩy ngoại hối sẽ khác với số lượng đòn bẩy được cung cấp khi giao dịch cổ phiếu. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do các cặp ngoại hối tính thanh khoản và thường ít biến động hơn so với các cổ phiếu được giao dịch thường xuyên nhất. Vậy thì đòn bẩy ngoại hối được tính như thế nào? Đầu tiên, để tính được đòn bẩy, bạn phải có hai điều sau. Thứ nhất, đó là giá trị danh nghĩa của giao dịch, hay còn gọi là quy mô giao dịch. Thứ hai, tỷ lệ ký quỹ. Các broker thường sẽ cung cấp cho các trader một tỷ lệ phần trăm ký quỹ để bạn có thể tính toán vốn tối thiểu chủ sở hữu cần có để đặt cọc cho giao dịch của mình. Khi bạn đã có tỷ lệ ký quỹ, bạn chỉ cần nhân tỷ lệ này với quy mô giao dịch để tìm ra được số lượng vốn mà chủ sở hữu cần thiết để có thể thực hiện được giao dịch. Như vậy, vốn của chủ sở hữu sẽ được tính theo công thức sau: vốn của chủ sở hữu bằng tỷ lệ phần trăm ký quỹ nhân cho quy mô giao dịch. Và để tính toán đòn bẩy, bạn chỉ cần chia quy mô giao dịch cho vốn chủ sở hữu cần thiết. Và đây chính là công thức của nó. Vậy thì đòn bẩy sẽ bằng quy mô giao dịch chia cho vốn chủ sở hữu. Đây là một công thức thuần về lý thuyết để bạn có thể hiểu. Trên thực tế thì các sàn giao dịch sẽ quy định sẵn và sẽ ghi rõ cho bạn. Nhưng trong trường hợp họ không ghi rõ hoặc là có lỗi về hệ thống, thì đây chính là công thức để bạn kiểm tra lại cái tính chính xác của khối lượng đòn bẩy mà họ cung cấp cho bạn. Ok, vào ví dụ thực tế nhé. Một bài toán được đặt ra là quy mô giao dịch 10.000 đô đơn vị tiền tệ, trong đó tỷ lệ ký quỹ chỉ là 10%. Áp dụng công thức mà tôi đưa ra cho bạn, bạn có thể dễ dàng tính được vốn chủ sở hữu bằng tỷ lệ phần trăm nhân cho quy mô giao dịch, tức là 0,1 nhân cho 10.000 đô la bằng 1.000 đô la. Vậy đòn bẩy sẽ bằng quy mô giao dịch chia cho vốn chủ sở hữu bằng 10.000 đô la chia cho 1.000 đô la sẽ bằng 10 lần, hay còn được ghi là 10:1. Ví dụ mà tôi đưa ra chỉ nêu những điều cơ bản nhất về cách sử dụng đòn bẩy ngoại hối khi tham gia giao dịch. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng các trader không chỉ đơn thuần tính số tiền tối thiểu cần thiết tham gia giao dịch, mà họ cần phải lưu ý đến margin call. Tôi sẽ nói rõ thêm vấn đề này ở video lần sau. Điều này xảy ra khi thị trường di chuyển ngược lại với kỳ vọng của bạn, đưa vốn chủ sở hữu xuống dưới mức có thể chấp nhận được, và họ sẽ cắt lệnh bắt buộc tài khoản của bạn. Điều này là vô cùng nguy hiểm, vì vậy bạn cần phải biết cách quản lý rủi ro để có thể bảo vệ bạn cũng như là tối đa hóa được những cái lợi ích đến từ việc sử dụng đòn bẩy. Đó cũng chính là lý do tại sao bạn cần phải xác định đòn bẩy một cách hiệu quả và kết hợp với các phương pháp quản lý rủi ro khác. Thường thì nhà giao dịch có kinh nghiệm, họ sẽ tận dụng những điểm dừng lỗ để hạn chế rủi ro.
thông qua quá trình tham khảo cũng như kinh nghiệm cá nhân của tôi, việc sử dụng 1% tài khoản của bạn cho mỗi lệnh giao dịch là một điều hợp lý và giúp các bạn có thể trụ vững hơn trước khi các bạn có thể hiểu rõ được phương pháp giao dịch của mình và hoàn thiện các mảnh ghép còn lại. Ok, và video lần này đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy thích video lần này thì hãy đừng ngại like và subscribe cho mình nhé. Chúc các bạn một ngày giao dịch thật nhiều thành công. Xin chào và hẹn gặp lại video lần sau.